Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ so sánh cho các bạn xem là chiếc OnePlus A3V mới ra mắt có gì hơn chiếc OnePlus A2V nhá, có xứng đáng nâng cấp hay không. Ok, bắt đầu video nhá. Thông báo với anh em là mình đã chuyển sang một cái Shopee mới là Media Store, chữ Store có S nha. Trên này thì mình cũng sẽ bán điện thoại này, bảo hành vàng 12 tháng, phụ kiện 1-1 3 tháng, cam kết giá rẻ nhất Việt Nam luôn. Link shop thì mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận ghim của video nhé. Đầu tiên sẽ là về ngoại hình của máy thì xấu đẹp tùy quan điểm mỗi người, tuy nhiên mình thấy rất nhiều bạn khen ngoại hình của chiếc OnePlus A3V các bạn nhé. Nhất là phiên bản màu tím này, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ chất luôn. Hai chiếc máy này thì thay đổi một chút cái phần cụm cam thôi, còn đâu nhá, khung viền của máy vẫn sẽ là viền vuông đúng chen này, khá giống nhau luôn, độ dày các thứ ấy, trọng lượng khá tương đồng các bạn nha. Này, cạnh trên này rất giống nhau luôn. Có chăng ấy chúng ta sẽ thay đổi một chút là cái phần gạt âm thanh ấy với chiếc A2V ở bên phải nhá, trong khi chiếc A3V sẽ ở bên trái. Đấy, các bạn chú ý nhá. Nhưng mà thực sự hai máy khung rất là giống nhau. Và chiếc A2V sẽ là kính bóng các bạn nhá, còn A3V sẽ là kiểu kính mờ ấy. Các bạn thấy chiếc máy nào đẹp hơn thì comment giúp mình nha. À, nhưng mà có một điểm các bạn cần biết, đó là với chiếc OnePlus A3V chúng ta sẽ có tiêu chuẩn kháng nước IP65 nhá, còn chiếc A2V thì không. Rồi, chuyển sang phần mặt trước này. Mình thấy mặt trước hai máy nó khá tương đồng nhau các bạn nhá, đúng không? Chúng ta đều sẽ có một cái màn hình viền rất là mỏng, cằm mỏng này, nhìn rất là phê luôn. Có chăng ấy thì thông số nó sẽ khác nhau một chút, cùng độ phân giải, cùng tần số quét rồi, đều sẽ là AMOLED rồi. Tuy nhiên, độ sáng tối đa của chiếc A3V lên tới là 2150 nits, trong khi chiếc A2V ấy sẽ chỉ khoảng 1450 thôi các bạn nhé. Đây, mình sẽ bật một đoạn video cho các bạn xem luôn, để xem là chiếc A3V thì có đẹp hơn hay không. Hiện tại mình đang thấy là nếu mà để mặc định ấy thì cái màn hình của chiếc A2V nó đang ngả vàng hơn so với cả chiếc A3V các bạn nhé. Còn em này như kiểu là xanh hơn ấy. Đấy. Nhưng mà về độ trong này, độ đậm của màu sắc thì khá là xem. Nói chung là cả hai chiếc máy thì nếu mà các bạn nhìn lướt qua ấy, rất khó để mà phân biệt. Sự khác biệt là không nhiều, nhưng mà nhìn kỹ thì đấy, một máy sẽ là ám xanh nhá, một máy sẽ là ám vàng. Còn đâu chất lượng hiển thị là quá tốt rồi. Mình cũng sẽ thử cho các bạn cả loa ngoài nữa nha. Hai máy thì đều sẽ có hai loa stereo tất nhiên rồi. Đầu tiên sẽ là chiếc A3V này. Còn đây sẽ là A2V. Nghe lại này. Ok, mình có thể cảm nhận được một chút là cái âm bass của chiếc A3V nó đánh sâu hơn, chắc hơn các bạn nhé. Nhưng chỉ là một chút thôi, nói chung là không khác nhau quá nhiều. Khi mà các bạn để gần nhau bật cùng một lúc ấy, thì mới nhận ra thôi nha. Về hiệu năng thì sao? Rõ ràng là chiếc A3V ấy, đời sau sẽ phải mạnh hơn rồi. Cụ thể là con chip Snapdragon 7 Plus Gen 3 nha. Khi mà chấm điểm số AnTuTu này, chúng ta sẽ được là 1.413.000 điểm, trong khi với chiếc A2V sẽ chỉ là 1.161.000 thôi. Và chênh nhiều ấy, nó sẽ là về GPU các bạn nhé. Đây, CPU giống nhau nhưng mà GPU này chênh nhau rất là nhiều luôn. Nên là sao? Khi mà các bạn chơi game ấy thì mình thấy là chiếc A3V đang rất là tốt nha. Chip Snap thì GPU mạnh hơn này, render hình ảnh đẹp hơn so với cả chiếc A2V. Và hiện tại chiếc A3V thì chơi Genshin max setting được nhá. Còn chiếc A2V thì đồ họa cao thôi, max setting sẽ hơi đuối. Tiếp theo sẽ là về pin đi, 5000 nhưng mà sạc sẽ khác nhau các bạn nhé. A2V chỉ là 80W thôi, trong khi chiếc A3V ấy sẽ là 100W lận. Cả hai chiếc máy thì đều sẽ chạy ColorOS này, đều có sẵn tiếng Việt và thông báo thì cũng tương đối ổn định nha. Nó vẫn bị mít nhưng mà nó là ok nhất trong những chiếc máy xét hay Trung Quốc rồi. Chạy ROM gốc dù là máy chính ok các bạn nha. Cuối cùng thì mình sẽ so về camera. Thông số phần cứng thì chiếc A3V cũng đang nhỉnh hơn khá là nhiều các bạn nhé. Tuy là độ phân giải kém đi chỉ có 50 chấm nhưng mà đây, A3V sẽ là cảm biến Sony IMX882, trong khi với chiếc A2V sẽ chỉ là cảm biến Omnivision các bạn nhé, khá là quý bắp. Đồng thời thì chiếc A3V cũng được bổ sung công nghệ chiếu rung OIS. Đấy. Camera siêu rộng thì hai máy như nhau, đều sẽ là Sony IMX355 này. Camera selfie cũng giống hệt nhau luôn, 16 chấm, dùng chung cảm biến của Samsung. Các bạn quan sát ảnh chụp từ hai máy trên màn hình nha.
Đầu tiên mình sẽ test trong phòng của mình này. Nói chung là chất lượng ảnh chụp ra mình thấy không khác nhau quá nhiều. Tuy nhiên các bạn nhìn cái phần đằng sau cái rèm nhá. Chiếc A3V vẫn còn chi tiết, trong khi với A2V thì bị cháy hết rồi. Camera siêu rộng này, có kém hơn cam chính một chút, nhưng mà hai máy cũng thế, khá là xem nhau. Ảnh của chiếc A2V thì luôn đẩy sáng cao hơn nha. Nói chung là về độ sáng, độ chi tiết thì không khác nhau quá nhiều. Nhưng mà đấy, có trang cảm ứng của Sony thì màu sắc nó sẽ thật hơn mà thôi. Mình thử chụp cận cảnh này, chi tiết cả hai cũng giống hệt nhau luôn. Đấy, cảm biến bé thì không bị nhòe viền đâu các bạn yên tâm. Mình có mang sang một cái phòng siêu tối để chụp các bạn nhé. Thì kết quả cho ra ấy, ảnh của chiếc A3V nó rõ ràng này, ít noise, nét hơn rất là nhiều so với cả chiếc A2V, đúng không? Nói chung là cảm biến xịn hơn, nó sẽ tốt hơn này. Camera siêu rộng thì đây, cũng thế luôn, A2V tối on các bạn nhé. Ảnh nát bét, trong khi A3V thì vẫn dùng được. Camera tele cũng vậy này, khi mình chụp zoom tele thì dùng cảm biến chính mà A3V đẹp hơn. Chụp selfie thì sao? A2V nó sáng hơn các bạn nhé. Nhưng mà để gọi là ánh sáng thực tế thì mình vẫn thiên về chiếc A3V hơn. Đây là một vài kiểu ảnh mình chụp trong phòng phụ kiện này, khá tương đồng nhau nhỉ. Khi mà chụp selfie đủ sáng thì mình thấy chiếc A2V làm đẹp mịn da hơn các bạn nhé, đúng không? Còn đây sẽ là một vài kiểu ảnh khi mình chụp bông hoa. Nói chung là độ chi tiết khi mà zoom lên ấy, mình thấy chiếc A3V vẫn đang nhỉnh hơn một chút. Nói chung là cảm biến diện hơn. Khi mà ra ngoài nhá, đủ sáng rồi thì chất lượng ảnh của hai máy không khác nhau quá nhiều. Còn đây sẽ là quay video. Video cam sau này. A2V thì khá nổi tiếng vì bị rung ấy. Cam ultra wide thì sẽ chỉ có 30 thôi. Cam trước cả hai con đều sẽ chỉ là 30 fps nha, hơi tệ. Đấy, lìa nó sẽ hơi dương, hơi giật đúng không ạ? Tổng kết lại, chiếc OnePlus A3V sẽ hơn những gì? Đầu tiên, ngoại hình mới, theo mình là đẹp hơn nha. Tiếp theo, con chip ngon hơn Snapdragon 7 Plus Gen 3 mà. Vừa là Snap ổn định hơn này, hình ảnh đẹp hơn này, hiệu năng cũng sẽ mạnh hơn. Nhưng mà các bạn lưu ý nhá, nó sẽ chỉ là vấn đề chơi game thôi. Còn khi mà dùng bình thường thì hai máy là xem, CPU giống nhau mà. Camera có cải thiện một chút, pin vẫn thế, sạc cũng sẽ nhanh hơn. Vậy nên theo mình nhá, những bạn đang dùng chiếc OnePlus A2V có chăng các bạn thích chơi game, thích quẩy game nặng ấy, thì may ra mới nên nâng cấp các bạn nhá. Chứ còn những bạn mà dùng cơ bản ấy thì mình thấy OnePlus A2V vẫn rất là ngon. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về hai chiếc máy này? Trong tầm giá có xứng đáng hay không? Hãy để lại comment phía bên dưới nhá. Và đừng quên check mức giá cả hai tại Mobile City dưới phần mô tả cũng như bình luận của video. Rồi xin chào. Bye bye.